đồng chí đồng đội. À, xin giới thiệu với các bạn, đây là anh nhà quen Nguyễn Minh Thắng, người đã cùng tôi rất nhiều năm được sát cánh bên ông thủ trưởng này. Nhưng mà ngày xưa cũng phải lắm, ông ghét lắm, mà mãi gần đây ông mới yêu, nhưng ngày xưa còn là lính và ông ghét lắm. Thưa đồng chí thủ trưởng, gần đây thì như anh cũng đã từng biết là những cái luận điệu của cái bọn chống cộng đang ngày đêm mà tuồn về với những luận điệu mặc dù rất là sai trái và bịa đặt, bởi vì đó chính là cái bản có chất của cái bè lũ này rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không nên để một cái thông tin một chiều, đó là suy nghĩ của Trần Ngơ, nó cũng phải rất cần thiết những cái bài phản biện để một mặt là dạy cho chúng khôn ra một chút xíu, hai nữa là để cho bà con những người mà không quan tâm lắm đến chính trị, người ta cũng hiểu rằng đâu là sự thật và đâu là sự bịa đặt và vu cáo. Thì vừa rồi thì em có lang thang trên mạng thì nói chung là bắt gặp rất nhiều những cái thông tin xuyên tạc bịa đặt, thậm chí cả về những cái trận đá banh khi có những cái màn ăn mừng nó quá khích ấy, thì nó cũng cho đó là cái do là sản phẩm của cái nền giáo dục của chúng ta. Rồi thì những bà cụ đi bán vé số hoặc những này khác thì chúng tôi cho đấy là cái xã hội của cái Việt Nam chúng ta. Thì xin mời anh chia sẻ những suy nghĩ và cũng có những cái lời phản bác hoặc là dạy dỗ lại cái bọn chống cộng rất là cực đoan này. Xin mời anh. Xin chào người anh em Trần Ngơ và chào tất cả mọi người. Hôm nay cũng rất là vinh hạnh được anh Trần Ngơ mời tham dự. Theo tôi nghĩ đây không phải là cái buổi sinh hoạt chính trị mà đây là một cái gọi là mình tất cả là những người dân thường. Bây giờ dù là trước kia có là cái sắc phục gì hay là đứng trong tổ chức nào đi chăng nữa, Vâng, đúng vậy. thì bây giờ mình là người dân rồi, dân Vâng, thường vâng. rồi. Mình về mình làm cái nghĩa vụ công dân, làm công vụ của người cha, người chồng, rồi là làm cái nghĩa vụ của một cái nhân công lao động để kiếm cơm áo gạo tiền tiền để mà tự bảo tồn cái gia đình mình, rồi là tự bảo tồn cái sinh mạng cuộc sống của mình hàng ngày trên cái quê hương và trên đất nước mình. Thế thì bây giờ mình cứ nghĩ rằng là anh em mà có sinh hoạt ở bộ hội cựu chiến binh hoặc là một cái đoàn thể nào đó thì chẳng qua là chỉ một cái tổ chức gọi là được nhà nước cho phép mình sinh hoạt, rồi cũng làm gương làm mẫu cho con cho cháu. Đấy, người cha đáng yêu, người ông đáng kính, vậy thôi. Chứ còn bây giờ mình nói đây là không phải nói chuyện chính trị mà mình nói theo cái kiểu là cái Suy tư nghĩ của duy mình. suy nghĩ của một người công dân bình thường. Vâng, đúng. Vâng, Đấy, đúng rồi. mà mình cảm thấy rằng là bây giờ mình đang còn có trách nhiệm, rồi là có một cái tình yêu thương quê hương đất nước, cũng như thể là yêu gia đình mình, yêu người thân mình, yêu bạn bè mình. Rồi tớp với tất cả mọi người, cái như vậy thôi. Chứ còn mình cũng không đào ngoáy quá khứ, rồi cũng hiện tại thì cũng không không có lời nặng lời nhẹ, không phân biệt kẻ thắng người thua, không phân biệt kẻ sang người hèn, mà không phân biệt những cái kẻ mà đang ở trong nước hoặc là những người đang ở hải ngoại. Đó là cái bối cảnh của lịch sử tạo nên, đó là bối cảnh của quá khứ tạo nên. Đấy, bây giờ ta cũng không cần phải bàn luận nhiều đến cái vấn đề đó. Đấy, thì bây giờ chỉ mong rằng như thế nào đó để cho người ta cảm thấy là có cái tình yêu thương với nhau là chan hòa. Đấy, rồi xóa bỏ đi tất cả mọi thứ. Cũng bây Nhưng giờ là khoan khoan nhưng mà cho phép Trần Ngơ được hỏi anh và cũng nói lên cái suy nghĩ ngắn của mình rồi anh sẽ tiếp tục. Đó là suy nghĩ của một người dân rất bình thường trên quê hương đất nước Việt Nam này. Và nếu như ai cũng có được những suy nghĩ đó thì xã hội chúng ta đã rất bình yên rồi. Nhưng thưa anh, rất tiếc rằng có một số những cái tên chống cộng cực đoan
không biết vì những âm mưu gì hoặc là vì một lý do gì nhưng mà chúng cứ cố tình gieo rắc những cái thông tin bịa đặt xuyên tạc, và chúng cố tình muốn phủ bụi vào lịch sử, muốn cào bằng tất cả. Bởi vậy cho nên là theo suy nghĩ của Trần Ngơ thì chúng ta cũng chỉ là lấy tư cách là một người dân rất bình thường thôi, nhưng cũng cần phải có những lời phản biện để một là bọn chúng hiểu ra rằng những người dân rất bình thường như chúng tôi cũng đã nhận ra được những cái luận điệu xảo trá cũng như là những cái lời xuyên tạc của bọn chúng. Còn cái thứ hai nữa là cũng có thể qua đây thì lớp trẻ họ cũng sẽ có những cái thông tin hai chiều hoặc nhiều chiều để họ nhận định, và họ căn cứ vào thực tế thì họ có thể nhận định được đúng đâu là lời nói sai. Cho nên là Trần Ngân suy nghĩ rằng cũng rất không nên để những cái thông tin một chiều của bọn chống cộng, chúng cứ hàng ngày vin vào một số những cái sự việc nhỏ lẻ mà chúng cho rằng đó là cái bản chất của xã hội chúng ta. Và bây giờ xin tiếp tục mời anh. Tôi nghĩ lớp trẻ bây giờ họ có cái cách nghĩ khác lắm, họ giống không giống cái tuổi trẻ của anh em mình ngày xưa. Ừ. Cho nên tốt hơn hết á, theo tôi á, là nên giáo dục lớp trẻ bằng hình thức thị phạm, có nghĩa là mắt họ nhìn thấy hành động, chứ không nên là mình giáo dục họ bằng cái lý thuyết nhiều. Họ nhìn thấy sự việc và họ tự tư duy, họ tự nhìn nhận ra, bởi vì họ trong 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 bản thân cái tuổi trẻ họ cũng được sinh ra ở các gia đình có truyền thống yêu nước, ví dụ như là gia đình quân nhân, gia đình cảnh sát, gia đình công chức nhà nước, hoặc gia đình giáo viên, hay gia đình nông dân quần túy, hay là gia đình công nhân Việt Nam của Việt Nam, họ cũng cũng có cái tư duy của họ. Còn đa số những cái người mà mang tính chất mà phản động đó, bây giờ hầu hết là lại nằm, không phải nằm ở cái lớp mà ngày xưa họ tham chiến. Ừ. Mà hầu như là những cái người này là họ theo một cái phong trào rất là buồn cười. Ừ. Cái phong trào gần như là cái phong trào siêu thực, mà họ cho rằng là còn phải đấu tranh theo cái lý tưởng của họ. Họ mang tính chất phi thực tế. Chứ còn vừa rồi tôi cũng xem một số cái clip hay cái cuộc buổi nói chuyện của ví dụ như là Biệt động Quân Lập của Bosa TV hoặc là KBC Hải Ngoại. Những người lính thực sự của họ. Sao rồi, sao lại xuống rồi? Xin chào gã Zuka nha. Chúc gã luôn luôn có nhiều sức khỏe là cánh chim đầu đàn để cho các đồng đội của anh cũng như là đàn em của anh noi theo. Và rất mong là anh mau chóng sức khỏe thật là dồi dào để cùng với những người đồng đội của mình, cùng với những người đàn em của mình, chúng ta tiếp bước một con đường mà anh đã vạch ra là làm công tác thiện nguyện. Xin chào quý vị, xin thưa các bạn, không hiểu vì lý do gì mà ông Nguyễn Minh Thắng này tự dưng ông ấy lại có xuống máy, chắc có công chuyện gì thế là đột xuất. Thì Trần Ngơ xin tiếp tục những cái dòng suy nghĩ của mình. Trần Ngơ thì luôn luôn nghĩ rằng tất nhiên là những cháu nhỏ hoặc là những thanh thiếu niên thời nay người ta cũng có đi học và người ta sẽ hiểu được những đâu là cái đúng hay sai là xã hội hiện tại. Nhưng về quá khứ thì cũng cần phải cho họ biết đâu mới là thực tế. Chứ còn bây giờ luận điệu của bọn xuyên tạc của bọn chống cộng thì hắn chuyên môn nói là cộng sản là hiểm họa của loài người, cộng sản đã làm chết biết bao nhiêu người dân trên thế giới này, cả hàng trăm triệu người. Đó thì những cái đấy chúng ta cũng cần phải vạch rõ ra để mà vả vào những cái mồm thối của bọn chống cộng, chúng xuyên tạc bịa đặt, nhưng một phần nào đó cũng mang lại những cái thông tin hữu ích cho tuổi trẻ. Cho nên Trần Ngơ thấy rằng cũng rất cần thiết có nhiều người lên đây chúng ta tâm sự để mà vạch rõ cái âm mưu của bẩn thỉu của cái bọn chống cộng cực đoan ở hải ngoại cũng như là trong nước. Những cái luận điệu của bọn chúng thì Trần Ngơ chưa nói mọi người cũng hiểu rồi.
chúng chuyên môn xuyên tạc, chúng luôn 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 lấy những cái điểm mà chỉ là một vài sự việc nhỏ lẻ ở một vài địa phương ở trên một cái đất nước bao la này để chúng cho rằng đó là bản chất của xã hội chúng ta, đó là bản chất của chế độ chúng ta. Thí dụ như là tôi mới lúc tối hôm qua tôi xem có những cái thằng thế là nó cứ vin vào là có những bà già đi bán vé số hoặc những cái hoàn cảnh thế nọ thế kia. Tôi xin khẳng định rằng ở quốc gia nào cũng có những hoàn cảnh như vậy. Và chúng ta thử lấy một tỷ lệ xem. Tôi tin rằng sẽ rất ít, bởi vì những bà bán vé số đó ngoài những cái mục đích, ngoài những cái mà là chúng nó nhìn qua cái lăng kính thù hận, lăng kính xuyên tạc thì chúng cho rằng đó là cái nỗi cơ cực của người dân. Nhưng chúng ta hãy thử nhìn vấn đề ở một hai phía xem. Bởi vì bản chất của con người Việt Nam là hay làm hay làm. Tuy già rồi nhưng mà không ai muốn phụ thuộc vào con cháu. Nếu như tự túc được là một điều rất là ai cũng muốn. Thậm chí là đi bán vé số, hoặc là đi lượm ve chai, hoặc là đi làm ô xin. Nhưng đó là những đồng tiền chân chính. Đó là những đồng tiền do mồ hôi nước mắt kiếm được, góp phần xây dựng cái cuộc sống này. Đó là cái đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó của người dân Việt Nam. Nhưng thực ra thì những vấn đề đó cũng có rất ít thôi. Tại sao bọn chúng không phản ánh ở những hội người cao tuổi mà tôi tin rằng ở ấp nào, ở xóm nào, ở xã nào, phường nào cũng có. Những người cao tuổi sinh hoạt trong câu lạc bộ, họ vui vẻ, họ thoải mái, tâm tư. Họ tới để giao lưu bạn bè. Tại sao những cái đó bọn chúng không đưa lên mà chúng lại chỉ tin vào một vài bà cụ già đi bán vé số, một vài em nhỏ đi lượm ve chai. Tại sao chúng không nhìn vào những trường học, những cái trường từ trường mầm non trở lên, tất cả đều được đến trường. Còn những hoàn cảnh đặc biệt, còn những cái trường hợp cá lẻ thì ở đâu cũng có. Và đó không phải là bản chất của cái xã hội này, không phải là bản chất của cái chế độ này. Thế nhưng mà bọn chúng cứ vin vào những sự việc lẻ tẻ đó để gào lên rằng đó là xã hội Việt Nam, đó là bộ mặt của nước Việt Nam. Cho nên đó, những cái điều bịa đặt của chúng chỉ làm cho người dân chúng ta khinh bỉ và ghê tởm những lời nói của bọn là chúng tôi. Hay đơn giản như cái vụ việc chúng ta tổ chức đón mừng cái đội tuyển U23 đã giành được những cái thắng lợi vô cùng to lớn, thì bọn chúng cũng cho rằng chúng ta lồng ghép chính trị rồi bắt đi viếng lăng Bác hoặc là này khác. Ở quốc gia nào cũng có sự chào đón những người anh hùng. Hơn nữa, ở Việt Nam, chúng ta đang mong muốn xã hội phát triển một cách toàn diện, không những về chính trị, về văn hóa, mà về thẩm mỹ, về thể dục. Chúng ta cũng đang kỳ vọng. Và niềm kỳ vọng đó được bộc phát khi những tuyển thủ U23 của chúng ta đã làm được những việc không tưởng. Trước khi đi thì chúng ta không hề mong rằng chỉ là thua một cách nào cho nó đàng hoàng, chứ không nghĩ rằng họ sẽ vào được đến bán kết. Và niềm kỳ vọng đó được đáp ứng thì cái niềm phấn khích của người dân bùng phát cũng là lẽ dễ hiểu. Một vài người có vẻ là thoát y, một vài những cái chuyến bay khi chở ấy cũng có những cái hành động mà theo như là cái quan niệm của người Á Đông thì nó cũng không được hay không được đẹp. Khi họ mặc những cái đồ nội y để mà đón tiếp thì về một góc độ nào đó, về một cái nét văn hóa Á Đông thì chúng ta có thể chê trách. Nhưng ngược lại chúng ta cũng phải thông cảm rằng đó là sự phấn khích mà ở Việt Nam chưa hề có. Một sự kỳ vọng bây giờ mới được đáp ứng. Thì những cái sự phấn khích đó chúng ta cũng rất dễ thông cảm. Chứ không có gì mà phải là như bọn nói để vơi đi lòng hận thù, nói để vơi đi lòng đố kỵ. Chứ chúng thực tế ra tôi cam đoan là chúng cũng biết. Nhưng với bản chất của một tên tay sai, của nòi giống chó săn, thì từ xưa đến nay chúng ta đã biết. Khi mà cái tụi ngụy quyền nó còn đang được bố Mỹ nuôi dưỡng để mà ở cái miền Nam này, thì bọn chúng đã nói dóc nói xạo rồi, nói xạo ngay cả chính nhân dân mình, đồng bào mình và binh lính của mình nữa. Bởi vậy cho nên là nó cũng góp phần và làm cho cái chế độ tay sai của bọn chúng nhanh chóng sụp đổ. Chứ nếu như bọn chúng cũng chân chính, cũng chân chất, chân thật, coi tất cả những người dân
dù chưa kiểm soát được vẫn là đồng bào của mình thì làm sao chúng sụp đổ nhanh như vậy? Đó là cái tư duy của những kẻ tay sai, tư duy của những kẻ chó săn. Và bây giờ không thiếu những kẻ nhân nháo khoe rằng ở cái chế độ ngày xưa nó tốt đẹp rồi, thì nó giàu có rồi, thì nó đủ các phương tiện này khác. Nhưng đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ của những kẻ làm tay sai cho địch. Còn đại đa số người dân họ vẫn chịu đựng những quả bom, quả pháo, vẫn chịu đựng những cái sự càn quét bắn giết của chủ cũng như là chính bọn chúng. Bây giờ bọn chúng nhắc lại, tôi cho rằng đó là một cái thái độ rất là nhân nháo và không còn một tí mảy may nào lòng tự trọng. Chúng bôi nhỏ bất kỳ một ai. Chúng muốn hạ bệ những cái nhân vật anh hùng có thật của chúng ta. Đó là những âm mưu và Trần Ngơ cho rằng nó vô cùng nguy hiểm. Bởi vì chúng muốn cào bằng lịch sử, chúng muốn những người Cộng sản Việt Nam cũng phải giống như bọn chúng là tay sai cho Mỹ. Cho nên bọn chúng luôn luôn nói rằng Việt Nam làm tay sai cho Trung Quốc, làm tay sai cho Cộng sản. Nhưng thực tế chứng minh rằng Trung Quốc, Liên Xô hoặc những nước Cộng sản khác chưa khi nào áp đặt được cái quan điểm của họ lên cái đất nước Việt Nam này. Tất nhiên chúng ta tiếp tục những đóng góp tốt, những đóng góp phù hợp của các nước bạn, nhưng chúng ta chưa khi nào chấp nhận những cái mà nó ngoài cái bất biến của chúng ta, tức là lấy bất biến ứng vạn biến như Bác Hồ nói. Cái bất biến chúng ta là đất nước của chúng ta phải độc lập, cái bất biến của chúng ta là quốc gia Việt Nam phải được thống nhất, kéo dài từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái. Cho nên trong suốt quá trình thực hiện của cách mạng này, những người Cộng sản đã vô cùng khôn khéo, thông minh, lấy cái bất biến ứng với bản biến. Cho dù ở bên ngoài có thế nọ thế kia, gió có thể là hôm nay gió đông mạnh, gió tây mạnh, nhưng mà chúng ta luôn bất biến trong cái lập trường kiên định của mình là Việt Nam phải độc lập, Việt Nam phải thống nhất. Đó là những cái mà nhân loại cũng như thế giới này phải nghiêng mình trước những người Cộng sản Việt Nam, bởi họ là những người có lập trường kiên định, nói sao làm vậy. Và tất nhiên lịch sử cũng như thực tế đã chứng minh rằng bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một cái tổ chức cái gì cũng có những lúc vấp phải những sai sót, nhưng những người Cộng sản đã vô cùng dũng cảm. Họ đã biết những cái gì họ sai, như cải cách ruộng đất. Thực sự ra theo đường lối, tôi cho rằng cải cách ruộng đất là rất đúng, bởi vì mục tiêu của cuộc cách mạng của chúng ta là người cày có ruộng. Và để giữ vững lời hứa đó, những người Cộng sản đã làm cuộc cải cách ruộng đất, tịch thu ruộng đất cũng như tài sản của giai cấp, bóc lột giai cấp thống trị để chia cho người dân. Đó cũng là cái bất biến của chúng ta. Nhưng rất tiếc rằng ở một thời điểm đó, những cán bộ của Đảng một mặt thì do trình độ, một mặt thì cũng có một số kẻ cơ hội lọt vào, cho nên đã làm xấu đi cái cuộc cải cách ruộng đất và có những sai lầm thiếu sót trong đó. Nhưng những người Cộng sản đã dũng cảm nhận lỗi trước nhân dân và họ đã sửa sai. Đó là điều dũng cảm rất đáng trân trọng của những người Cộng sản, chứ đâu phải như là bè lũ tay sai ăn cơm của chủ, không làm được việc bị sụp đổ vẫn cứ đổ thừa cho là tại vì Mỹ bức tử, tại vì Việt Cộng nó giỏi quá, tại vì chúng tôi hết súng hết đạn. Chúng chưa khi nào nhận lỗi trước nhân dân đồng bào của họ, trước gia đình binh sĩ của họ rằng lỗi này là do chúng tôi ngu quá, tham ăn quá, cho nên là mới để cho chế độ mau sụp đổ này. Điều này chứng tỏ rằng những người Cộng sản hơn hẳn
cái bọn chó săn là bọn tài sản. Nói sao làm vậy? Họ dũng cảm nhận khuyết điểm, họ sửa chữa. Bốn mươi mấy năm nay, tất cả mọi người có ai nghe được một cái lời nào gọi là xin lỗi của những cái nhân vật cao cấp trong chế độ, trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chế độ người quyền ấy, rằng xin lỗi binh sĩ của họ thôi, chứ chưa nói là xin lỗi nhân dân làm gì. Bọn chúng là những tên hèn nhát, là những tên lừa dối, làm sao mà sánh bằng được với người cộng sản được. Bởi vậy cho nên bao nhiêu năm nay, với tất cả mọi thủ đoạn, với tất cả những cái mưu mô, những luận điệu, bọn chúng vẫn không thuyết phục được ngay cả những người là đồng bào của họ. Bởi vì họ luôn luôn ảo tưởng vào sức mạnh mà ông chủ của chúng trang bị cho chúng. Họ luôn ảo tưởng rằng họ mới là chân chính, là những người đại diện hợp pháp. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng công cuộc giải phóng dân tộc của chúng ta là do nhân dân miền Nam quyết định. Bởi vì chỉ có do nhân dân ủng hộ và đi theo thì Việt Cộng với ngày một lớn mạnh. Thế nhưng cái điều rất đơn giản như vậy, không biết bọn chúng có nhìn ra không, nhưng mà tôi tin rằng chúng nó nhìn thấy. Nhưng mà để bào chữa cho những cái ngu dốt cũng như là cái lừa dối, cho nên là chúng không khi nào nói đến những cái lời xin lỗi hoặc là những cái nhận những cái sai sót trong cái đối với binh sĩ cũng như là đồng bào của họ. Sang được đến bên kia hoàn hồn rồi thì nào là anh hùng lắm, chiến đấu nào kêu binh rồi thì ghê gớm lắm. Nhưng mà thực tế thì cũng giống như cái tát vả vào mồm bọn chúng. Cho nên là tôi cho rằng cái bọn này là vô cùng là hèn nhát, vô cùng là bần tiện, vô cùng là giả dối. Cho nên ngày nay mặc dù những cái luận điệu của bọn chúng hàng ngày so với lại những người lên đây phản biện của chúng ta thì bọn chúng đông gấp nhiều lần, nhưng thực tế chúng cũng chẳng làm gì được. Và tôi tin rằng không sớm thì muộn, những kẻ ở trong nước theo đó mà ăn tàn sẽ bị pháp luật và nhân dân trừng trị, còn những kẻ ở ngoại quốc thì chúng sẽ chết trong sự dằn vặt, trong thù hận, trong ganh ghét và đố kỵ. Còn có ai muốn lên đây nói chuyện không, đăng ký vào đây để Trần Ngơ mời lên nói cho nó có một cái góc nhìn nó đa coi chiều hơn một chút bà con ạ.